Solinga xin chào toàn thể các bác. Gặp lại các bác trong video ngắn ngày hôm nay thì Solinga xin giới thiệu với các bác hai mẫu loa WS898 và 998 và giới thiệu chức năng Bluetooth của nó nhé. Thì bác nào đang xem video clip của em cho em một nút đăng ký kênh để kênh của em được phát triển hơn. Và bác nào mà có loa rồi thì xem cho vui và bác nào mà chưa có loa thì xem hết video để mua cho mình một chiếc loa nhé. Thì phương thức giao hàng bên em là các bác đặt hàng gọi điện theo ba đầu số bên trên để đặt hàng được nhanh nhất. Shop em sẽ nhận ship hàng COD toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng mẫu rồi mới phải trả tiền cho shipper nha các bác nhé. Và không để các bác chờ lâu nữa thì em xin giới thiệu cho các bác hai dòng loa ở trên màn hình chính ở đây. Đây là dòng WS998 đây các bác nhé, loa nhỏ gọn. Và đây là WS898, loa sẽ to nhỉnh hơn. Hai dòng này thì nó giá tiền thì nó như nhau. Giá tiền em sẽ báo vào cuối phần video nha các bác nhé. Giá tiền như nhau, chức năng cũng như nhau, chỉ tội là cái con này nó cải tiến hơn là nó nhỏ hơn nhá, nhỏ gọn hơn và âm thanh ấm hơn, và ấm hơn là con này nhá. Rồi ok, và phụ kiện đi kèm của hai con này thì không thể thiếu cho nó là một chiếc túi loa nha các bác nhá. Một chiếc túi loa này và một chiếc sạc loa, một chiếc dây để đeo loa nhá, đeo loa không cần túi, và một chiếc mic nói và một chiếc điều khiển nha các bác nhá. Và trong tháng 11 này, từ giờ đến hôm nay là 24 tháng 11 thì trong vòng 5 đến 6 ngày nữa bác nào mà mua loa bên em sẽ tặng cho các bác kèm theo 5 quả pin điều khiển nhá. 5 quả pin điều khiển này các bác nhá. Giá của nó thì em sẽ công bố luôn là 420.000, em bao phí ship về tận nhà cho các bác. 420.000 nha các bác, không nghe nhầm đâu ạ. 420.000. Và thẻ của nó thì là nó dao động theo khoảng 60.000, 70.000 tùy theo nhá. Thì bác nào lấy thêm thẻ thì báo lại em, còn không lấy thẻ thì là 420.000 bao ship. Và trong tháng 11 này em sẽ khuyến mại tri ân cho các bác là 5 quả pin điều khiển để các bác dùng dần dần nhá. Và bác nào mà mua hai loa em sẽ tặng cho các bác một quả pin dự phòng của loa nhá, hoặc là bác nào lấy pin thay trong loa để mình dự phòng mai sau ví dụ nó hỏng quả pin trong loa thì em sẽ tặng các bác cái đấy nhé. Nhưng mà điều kiện là các bác phải mua hai cái loa liền một lúc nhá. Ok. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác phần test Bluetooth của chiếc loa này nhá. Đây, một chiếc loa của nó là mua loa WS998 này, vỏ ngoài màu dàn di, màu lính rất chi là đẹp nhá các bác nhá. Đây, cái này là dây để các bác, cái này là cái kẹp để các bác kẹp vào cặp quần. Rồi ok, đây là cái cột anten nha các bác nhá. Và hai cái nút này, một nút on off volume to nhỏ và một nút là bass chat nha các bác nhá. Và những nút này là nút phím để dùng trên thân loa nha các bác nhé. Đây các bác mở loa lên nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu chức năng Bluetooth thôi. Đây, khi các bác mở lên thì nó có chữ Blue này. Đây các bác, khi mà các bác bắt Bluetooth thì các bác không cho thẻ vào nhé. Các bác bắt Bluetooth thì các bác bỏ thẻ ra cho em nhé, không cho thẻ nhé. Đây nhé. Đây có chữ nút mode này, Mode nha các bác nhé. Đây các bác ấn chuyển chế độ FM này, Blue này. Đấy, các bác nhìn thấy chế độ Blue nhá. Rồi ok, để nó nhấp nháy, Blue nhấp nháy này. Thì bây giờ mình sẽ lấy một chiếc iPhone điện thoại ra nhá. Và mở ra. Rồi ok. Các bác mở phần Bluetooth này lên cho em. Nó đang tìm thiết bị. Đấy, đây các bác này. AT998 nhá, các bác ấn vào cho em. Rồi ok. Ok nha các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ mở nhạc cho bác nghe ạ. Các bác thích bài nhạc nào? Và cái Bluetooth này thì mình sẽ bắt xa là tầm 15 mét đổ lại nha các bác nhé. Nhạc Z-Mix. Rồi ok. Nó lại đang kêu giúp em nhé. Đôi mắt long lanh như là bầu cầu, xinh thơ như anh cũng phải đứng đầu. Rồi lắc sơ mi như thật đẹp trai, hai đứa yêu nhau nữa là đúng bài. Em ơi ok thì tới luôn, nắm chặt tay em còn là mới buồn. Dù chỉ đi qua hay là eo vì chỉ cần em thức em cứ bay đi. Facebook em chẳng nghe follow, anh cứ nhắn em mấy bao. Các
bác đi rừng ấy, các bác đi rừng làm rẫy hoặc là các bác đi làm thợ xây hay là làm gì mà có con nghe loa này nghe nhạc cực kỳ hay luôn, phóng cực xa nha các bác nhé. Các bác đánh chim này, nhau rồi những lúc mà các bác đi làm ấy, những lúc rảnh thì các bác mang đi đánh chim, còn những lúc mà các bác đi làm ấy thì các bác mang theo để nghe nhạc nhé, cực hay. Và kết nối Bluetooth với cái con 898 kia thì cũng giống y hệt như thế này thôi nha các bác nhé. Đấy, kết nối con 898 kia thì cũng giống như con 998 này thôi ạ, không khác nhau thế nào. Đây là đang ở trong phòng nên là em cho rất chi là nhỏ đây nha các bác nhé. Để các bác nhìn này, cái khớp của nó nhé, em mà cho to thì to lắm. Và một điều nữa là các bác muốn, nếu mà muốn nó to ấy, thì các bác phải cho to ở điện thoại mình nữa nhá. Các bác phải cho ở điện thoại mình to nữa thì ở loa nó mới phóng to được nhá. Các bác nhìn để nhận dạng loa loại 1 hộ em nhá. Đây, các bác nhìn loa loại 1 nhá. Loa loại 1 trên mặt trên rất chi là nhiều chữ nha các bác nhá. Và cái màn hình của nó này có cả chữ in chìm nha các bác nhá. Đấy. Loa loại 1 cho em nhá. Và loa loại 1 chúng ta có thể cắm được pin dự phòng nha các bác nhá. Nếu mà loa loại 2, loại 3 là mình không cắm được pin dự phòng đâu nha các bác nhá. Đấy. Mình thử, mình có, nếu mà các bác có pin dự phòng các bác mang ra thử. Nó sáng cái là các bác ok nhá. Đây các bác cứ nhìn thấy nó nhiều, rất chi là nhiều chữ thì là ok nhá. Rất chi là nhiều chữ. Em đây làm dạy cách các bác nhận biết loa nhá. Rất chi là nhiều chữ. Đây các bác nhá, các bác đừng quên là trong tháng từ giờ đến cuối tháng các bác mua loa sẽ tặng cho các bác này 5 quả pin điều khiển nhá, để các bác sơ cua. Và khi các bác mua hai loa em vẫn tặng cho các bác 5 quả pin điều khiển và tặng thêm cho các bác một quả pin dự phòng này nha các bác nhá. Nhưng mà đối với các bác là mua hai loa nhá. Chào toàn thể các bác, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Em sẽ giới thiệu nhiều hơn cho các bác nhé. Chào các bác.